Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 15 tháng 3 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề nghị Trung ương khai trừ Đảng chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Tạm dừng thanh tra 104 dự án của ông Nguyễn Viết Dũng. Hải Phòng rà soát 18 doanh nghiệp nghi liên quan vụ mua bán hóa đơn nghìn tỷ. Đình chỉ trung tâm có bảo mẫu bịt mũi, đè trẻ ra đút cơm. Triều Tiên nêu lý do phóng tên lửa ngay sau khi Mỹ Hàn tập trận. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 3. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiếp tục phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay 15 tháng 3, phát biểu thảo luận về dự án luật đấu thầu, sửa đổi, Chủ tịch Vương Đình Huệ nêu rõ, việc mua sắm vaccine COVID-19 vừa qua là trường hợp rất khác, bởi đây là vấn đề chưa từng có tiền lệ, hoàn toàn khác với những điều kiện thông thường, chưa bao giờ từng xuất hiện trong luật đấu thầu. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, tôi chưa từng thấy có chuyện mua sắm công nào kỳ quái như thế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc mua vaccine như vừa qua chưa từng có tiền lệ, quy định ai mua là phải có bảo lãnh chính phủ và muốn mua là phải đặt cọc rất lớn từ 30 đến 50% giá trị lô hàng. Kèm theo một điều kiện nữa là nếu bên bán không giao hàng cho bên mua thì bên mua mất tiền cọc hoặc vì lý do bất khả kháng không sản xuất kịp hay không đủ vaccine thì cũng mất tiền cọc. Chủ tịch Quốc hội nói, lúc đó chúng tôi trao đổi với chính phủ bây giờ không mua cũng chết, nếu không mua thì họ cũng không cần. Cả thế giới đều như thế, không phải chỉ mỗi Việt Nam. Có 1 triệu người mua mà chỉ có 1 người bán. Vừa là độc quyền về biệt dược, lại vừa trong điều kiện đặc biệt. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu thêm thể chế trong luật trường hợp đặc biệt của đặc biệt, cần quy định rõ để sau này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vận hành được mà không phải ban hành nghị quyết. Sáng nay ngày 15 tháng 3, tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy và hội nghị tỉnh ủy để xem xét đề nghị thi hành luật đảng viên liên quan đến việc chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bị can, bắt tạm giam ngày 10 tháng 3 để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ. Theo thông tin xác nhận từ lãnh đạo tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất hình thức kỷ luật đề xuất Trung ương khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh. Sai phạm của ông Ánh liên quan đến việc chỉ đạo kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý sử dụng đất, giao rừng tại một dự án đầu tư lớn trên địa bàn Lâm Đồng. Vụ án được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu Bộ Công an mở rộng điều tra. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng ngày 15 tháng 3, Thanh tra Chính phủ đang tạm dừng thanh tra các dự án trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, đoàn Thanh tra Chính phủ vào làm việc tại tỉnh Quảng Nam về thanh tra các dự án nhưng sau đó tạm dừng vì lý do công việc. Ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay, tỉnh đã cung cấp hồ sơ tất cả dự án trên toàn tỉnh để Thanh tra Chính phủ theo dõi. Đến nay, chưa có thông báo kết luận. Trước thông tin Thanh tra Chính phủ tiến hành tham gia các dự án của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Công cho biết, việc thanh tra không riêng các dự án của ông Nguyễn Viết Dũng mà tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7802D Phú Yên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt trên quốc lộ 25, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa đang hoạt động bình thường, thì sáng nay 15 tháng 3, bất ngờ hàng chục cảnh sát trên các xe ô tô xuất hiện phía cổng, đi vào bên trong thực hiện lệnh khám xét. Vòng ngoài trung tâm đăng kiểm bị phong tỏa, các ô tô tới đăng kiểm được yêu cầu quay đầu ra về. Sau nhiều giờ xuất hiện, công an vẫn làm việc bên trong với nhân viên cơ sở, các thùng chứa tài liệu, hồ sơ bị thu giữ phục vụ điều tra. Hiện, hành vi sai phạm của lãnh đạo các nhân viên trung tâm chưa được công bố. Phú Yên có 3 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ gồm 7801S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh quản lý. Hai trung tâm khác là 7802D và 7803D do doanh nghiệp tư nhân quản lý. Nhiều tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Lực lượng chức năng đã khám xét hơn 50 trung tâm, khởi tố hơn 300 bị can với các tội danh, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác sản xuất, mua bán công cụ phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Cục thuế Hải Phòng vừa có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu nếu đơn vị nào sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của 18 công ty này phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo. Thông tin được Cục thuế Hải Phòng cho biết sáng nay, ngày 15 tháng 3. Theo đó, Cục thuế Hải Phòng đã có văn bản gửi các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trong hệ thống yêu cầu rà soát,
cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến 18 công ty để phục vụ công tác điều tra. Cụ thể, theo đề nghị của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của 18 công ty. Đáng chú ý, những công ty này chủ yếu nằm trên địa bàn các quận, huyện Ngô Quyền, Hải An, Thủy Nguyên và một số địa phương khác của thành phố Hải Phòng. Sáng nay ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Trần Phương Bình, sinh năm 1959, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DIB, Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MNC và 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cùng với phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội, không oan sai. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát cho DIB số tiền lớn nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe phòng ngừa. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo này đã phải thi hành án tù chung thân. Bị cáo Phùng Ngọc Khánh 18 đến 19 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo này phải thi hành án 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đức Tài, cựu giám đốc DIB, Sở Giao dịch 8 đến 10 năm tù. Tổng hợp bản án trước đó, bị cáo này phải thi hành án 28 đến 30 năm tù. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết hôm nay, ngày 15 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xác minh thông tin trẻ bị bảo mẫu đè ngửa, ép ăn cơm, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này. Bà Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên của cơ sở đã nghỉ việc cho biết clip trên là do chị Giang không rõ họ, năm sinh, địa chỉ thường trú. Khi đó đang được bà Dương Thị Siêm, chủ cơ sở giáo dục đặc biệt Tâm An, thuê làm quản lý cơ sở tại khu phố Thịnh Lan, phường Đình Bảng, trực tiếp chỉ đạo bà Ngọc và anh Chiến thực hiện hành vi giữ cháu Đê, tên viết tắt, và cho ăn cơm. Đồng thời, bà Ngọc cho biết sự việc đã diễn ra vào khoảng tháng 11 năm 2022. Công an thành phố Bắc Giang thông tin, hôm nay ngày 15 tháng 3, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 2 tháng 6 năm 2022, làm chết 3 người trong một gia đình, xảy ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 2 tháng 6 năm 2022 bởi Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1987, trú tại số nhà 09 ngõ 77, đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Thời điểm gây tai nạn, Nguyễn Đức Thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604mg trên lít khí thở. Mức vi phạm nồng độ cồn của lái xe Thịnh ở mức rất cao, gấp 1,5 lần mức xử phạt vi phạm tối đa. Công an thành phố Bắc Giang đã chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Giang đề nghị truy tố bị can về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, theo điểm A, khoảng 3, điều 260 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết, hôm nay, ngày 15 tháng 3, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Trần Ngân Quỳnh Hơn, 38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hơn đã thực hiện trộm tài sản ở 6 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 3, Hơn điều khiển xe máy không biển kiểm soát đến cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Hàm Nghi thuộc phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Hơn lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng lấy trộm nhiều tài sản như sữa, dầu gội đầu, chai xịt mùi toàn thân, rồi giấu vào váy đang mặc đi ra khỏi cửa hàng. Với thủ đoạn này, Hân tiếp tục đến cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn các phường Bình Khánh, Mỹ Hòa, Đông Xuyên, Mỹ Quý để lấy trộm thêm nhiều hàng hóa khác. Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hôm nay ngày 15 tháng 3 thông tin về việc đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Vũ, 40 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo kết quả điều tra, chiều 13 tháng 3, ông Nguyễn Văn Vinh, 67 tuổi, trình báo trong lúc ngồi xe lăn bán vé số ở thành phố Châu Đốc đã bị người đàn ông đến giả vờ mua vé số rồi cướp giật 96 tờ vé số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh camera an ninh ghi lại, sáng 14 tháng 3, Công an phường Núi Sam phối hợp với đội cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định và bắt giữ thủ phạm là Vũ. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận do nghiện ma túy nên đã nảy sinh ý định cướp vé số sau đó bán lại để lấy tiền mua ma túy.
Thông tin quốc tế nổi bật ngày 15 tháng 3 năm 2023 sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm nay, ngày 15 tháng 3, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA giải thích về mục đích phóng hai tên lửa đạn đạo ra ngoài bờ biển phía đông nước này vào ngày 14 tháng 3, một ngày sau khi Mỹ, Hàn kích hoạt cuộc tập trận quân sự chung. Theo đó, vụ phóng tên lửa trên với mục đích huấn luyện phi hành đoàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và tiêu diệt đối thủ nếu cần thiết. Ngoài ra, KCNA cho biết thêm Triều Tiên đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất. Hai tên lửa này được bắn từ gần bờ biển phía tây của tỉnh South Hawaii, bay khoảng 611 km trước khi đánh trúng mục tiêu trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía đông. CNN dẫn lại thông báo của Bộ Tư lệnh châu Âu, EUCOM, của quân đội Mỹ hôm qua ngày 15 tháng 3 cho biết, khi máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của nước này đang hoạt động trong không phận quốc tế trên Biển Đen, thì bị hai chiến đấu cơ Su-27 thuộc không quân Nga đánh chặn. EUCOM nói thêm rằng, một trong hai máy bay Su-27 của Nga đã cố tình bay phía trước chiếc MQ-9 và xả nhiên liệu lên UAV Mỹ. Hành động này được lặp lại nhiều lần. Chiếc Su-27 trên sau đó va chạm với động cơ cánh quạt của MQ-9. UAV này đã rơi ngay sau đó. Thông báo của EUCOM cho biết, vụ việc đánh dấu lần đầu tiên máy bay quân sự Nga và Mỹ đối đầu trực tiếp kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hơn một năm trước và có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia, với việc Mỹ kêu gọi hành động của Nga là liều lĩnh, không có lợi cho môi trường và không chuyên nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ ngày 15 tháng 3. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!